biển Cửa Lò, Nghệ An, cát trắng, nắng vàng, nước trong xanh đang rất được nhiều du khách trong và ngoài nước bình chọn là một trong 10 bãi tắm đẹp nhất Việt Nam nên đến trong mùa hè 2016. Một điều mà nhiều du khách khi về với Cửa Lò đều có chung nhận xét, đó là những ưu thế về cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, nơi hội tụ nhiều di tích lịch sử, văn hóa, đặc trưng cho vẻ đẹp văn hóa truyền thống của xứ Nghệ. Những hoạt động văn hóa tinh thần phong phú như lễ hội Đền Vạn Lộc, Đền Yên Lương, Đền Mai Bảng, Chùa Lô Sơn, đặc biệt là lễ hội sông nước Cửa Lò vào dịp 30 tháng 4 hàng năm là những nét đặc sắc, ấn tượng mà bất cứ du khách nào cũng muốn tham dự. Quảng trường Bình Minh là biểu tượng của phố biển Cửa Lò với kiến trúc không gian thoáng rộng. Chợ hải sản luôn cuốn hút du khách với nhiều mặt hàng hải sản phong phú như cá, mực, tôm, cua, ốc biển. Đặc biệt là loại cá luộc phơi khô, cá thun nướng, những sản phẩm hấp dẫn, nổi tiếng của các làng nghề trong vùng. Tham chợ, du khách còn cảm nhận được những hứng thú riêng khi gặp sự chân chất của con người trong cảnh mua bán của phiên chợ phố biển. Cửa Lò vào mùa du lịch 2016 này đã có trên 280 khách sạn, nhà nghỉ với trên 7.500 phòng và 15.000 giường có khả năng đón và phục vụ trên 2,5 triệu lượt khách trong nước, ngoài nước. Hệ thống nhà nghỉ, khách sạn ở Cửa Lò trong nhiều năm qua cũng đã luôn chăm lo nâng cao chất lượng dịch vụ. Tỷ lệ khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao, 4 sao ngày càng nhiều. Bãi tắm là một không gian xanh và phố xá cũng được con người thường xuyên tô điểm, tạo thêm màu xanh tươi mát. Một đô thị xanh với cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp gợi lên trong lòng du khách một cuộc sống bình yên trong không gian phố biển yên bình. Vì thế, nhiều người đã ví Cửa Lò như viên ngọc xanh của xứ Nghệ. Trong những năm qua, đặc biệt là trong năm 2016 này, chính quyền thị xã Cửa Lò đã có nhiều chính sách thu hút đầu tư, mở rộng liên doanh, liên kết, huy động các nguồn lực, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị. Những quyết sách đúng đắn này đã làm cho bộ mặt đô thị khởi sắc. Các tuyến giao thông nội thị được xây dựng mới và chỉnh trang nâng cấp, số lượng, chất lượng khách sạn tăng nhanh. Các dịch vụ du lịch phát triển nhanh và đa dạng, nhất là các nhà hàng, dịch vụ ăn uống dọc bãi tắm. Sau một vài giờ tắm biển, tận hưởng những khoan khoái của thiên nhiên ban tặng, du khách vào bất cứ nhà hàng nào cũng có đủ các món hải sản độc đáo. Hiện nay, thị xã đã có tới 300 điểm kinh doanh, trong đó nhiều nhà hàng đã được Ủy ban Nhân dân thị xã công nhận là nhà hàng văn minh. Khu vực ẩm thực Hồ Tôm phía Bắc thị xã Cửa Lò là nơi du khách cũng có thể đến để thưởng thức các món ăn đặc biệt của quê hương xứ Nghệ. Nhà hàng văn minh là phải thực hiện tốt 3 tiêu chuẩn và 11 tiêu chí của thị xã ban hành. Ở đây, các nhân viên đều có chứng chỉ nghề. Nhà hàng có khuôn viên sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không nâng ép giá, không chèo kéo đèo bám khách. Những chủ trương cụ thể trong công tác quản lý giá cả, thị trường và trật tự du lịch của chính quyền đã làm cho du khách thực sự yên tâm. Các món đặc sản như mọc, cua bể, ghẹ hấp me, mực nhảy, sò huyết nướng, ốc biển, tôm cá được chế biến tại các nhà hàng cũng là lĩnh vực du khách thích tìm hiểu, khám phá. Để có được một bãi tắm thân thiện, an toàn, các dịch vụ phao bơi, áo phao và các dịch vụ hướng dẫn an toàn, các dụng cụ, thiết bị cảnh báo nguy hiểm dưới các bãi tắm trên toàn tuyến từ đảo Lan Châu đến Cửa Hội được tổ chức chặt chẽ và chu đáo. Tiếng thơm, điều tốt từ mỗi việc làm đã cổ vũ trong phong trào toàn dân hưởng ứng quy định 50 của chính quyền thị xã đề ra. Đảo Lan Châu là một điểm tham quan nổi tiếng ở Cửa Lò.
Từ vị trí này có thể quan sát những cảnh đẹp của biển khơi, những con sóng vỗ về vách đá, những du khách say với cảnh đẹp dưới chân đảo và có thể bao quát toàn cảnh Cửa Lò. Nằm ở phía tây đảo Ngư là Chùa Đảo Ngư. Chùa được xây dựng vào thế kỷ 13 và được thị xã Cửa Lò trùng tu lại đáp ứng tín ngưỡng của nhân dân và phục vụ phát triển du lịch. Ngôi chùa đẹp và linh thiêng nằm trên núi đảo Ngư, cảnh sắc thơ mộng hữu tình này đã thu hút nhiều đoàn khách du lịch từ đất liền ra thăm. Đến đảo Ngư thăm chùa, du khách còn có thể tham gia leo núi, du thuyền quanh đảo. Những hoạt động lý thú hấp dẫn ở điểm du lịch đảo Ngư đang mở ra một dự án mới cho phố biển Cửa Lò. Cách con đường chính của thị xã Cửa Lò 2 km, làng chài Nghi Thủy nhỏ xinh đã trở thành điểm tham quan, tìm hiểu về đời sống văn hóa của nông thôn vùng biển Nghệ An của nhiều du khách. Người ơi, sóng biển mênh mang rộn ràng câu hát, vé xuôi lên ngược xin bạn hãy. Làng chài có một mùi thơm lan tỏa rất quyến rũ, và khi biết đó là mùi thơm từ các lò nướng cá thì du khách càng say mê khám phá nét riêng của làng. Khi Cửa Lò trở thành đô thị du lịch biển, làng nghề chẳng những không mai một mà còn phát triển mạnh mẽ hơn. Gần với làng chài Nghi Thủy là cảng Cửa Lò. Đây là cảng biển loại 1 quốc gia, đầu mối giao thông vận tải của các tỉnh Bắc Trung Bộ, trung chuyển hàng hóa sang Lào và phía Bắc Thái Lan. Nằm trong quy hoạch của đô thị du lịch biển, dự án sân golf 18 lỗ là một dự án lớn đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hàng năm thu hút một lượng lớn du khách trong nước và quốc tế đến nghỉ dưỡng và chơi golf. Tắm biển, tham quan khám phá nhiều điểm du lịch, nhưng ấn tượng nhất vẫn là một phố biển lấp lánh sinh động về đêm. Trên phố, trong muôn đèn hoa lấp lánh, đô thị biển Cửa Lò trở nên hiện đại trong nhận xét của nhiều du khách. Có người còn so sánh rằng Cửa Lò như một nàng công chúa ngủ say bên bờ biển đông lộng gió, đến khi tỉnh giấc thì vươn vai nhanh chóng trở thành một mỹ nhân được mọi người chiêm ngưỡng, ái mộ. Về với Cửa Lò, nhiều du khách còn đam mê với thú vui này. Câu mực đêm là nét độc đáo riêng có của phố biển Cửa Lò. Được ánh sáng đèn mang sông rọi xuống, đàn mực nhanh chóng bơi về. Lúc đó, những chiếc miếng câu thả xuống nhấp nhấp làm mực bám vào. Chỉ cần lấy vợt, hưng lấy chúng mực là bữa nhậu có món mực nhảy. Phố biển Cửa Lò ngày nay là một vùng đất vốn thuộc huyện Nghi Lộc. Người có công đầu khai mở vùng đất là Thái úy Đô đốc Nguyễn Sư Hồi, con trai cả của Cương Quốc Công Nguyễn Xí, vị tướng tài thời Hậu Lê. Cách đây 500 năm về trước, nhận lệnh vua về đất này, Thái úy Đô đốc Nguyễn Sư Hồi chiêu dân lập nên những làng nông ngư ven biển. Vào những năm đầu thế kỷ 19, toàn quyền Đông Dương ký quyết định xây dựng nhà nghỉ dưỡng du lịch đầu tiên ở bãi biển Cửa Lò. Với chiến lược phát triển kinh tế biển đảo, ngày 29 tháng 8 năm 1994, chính phủ quyết định thành lập thị xã Cửa Lò. Đặc biệt, năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã công nhận Cửa Lò là đô thị du lịch biển đầu tiên của cả nước. Hơn 20 năm qua, chính quyền và nhân dân Cửa Lò đã quảng bá xúc tiến đầu tư du lịch bằng nhiều hình thức. Ngoài đăng thông tin điện tử giới thiệu hình ảnh đô thị biển ra thế giới, những cuộc hội thảo mang tầm quốc tế về du lịch được tổ chức tại Cửa Lò đã góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng làm du lịch. Vào những dịp chuẩn bị khai trương mùa du lịch biển, chính quyền thị xã còn tổ chức họp báo ở các thành phố lớn trong nước và các nước trong khu vực để quảng bá rộng rãi hình ảnh Cửa Lò trên các phương tiện thông tin. À.
Cửa Lò tươi đẹp, mến khách, thuận tiện về giao thông. Khi du khách đã lựa chọn Cửa Lò là điểm đến của mình, thì có thể chọn các phương tiện giao thông, đường sắt, đường bộ, đường hàng không phù hợp điều kiện của mình. Hiện nay, sân bay Vinh đã được đầu tư xây dựng khang trang và trở thành sân bay quốc tế. Những tuyến bay Vinh Hà Nội, Vinh Thành phố Hồ Chí Minh, Vinh Viên Chăn, Vinh Lâm Đồng cũng đã mở ra những cơ hội mới cho du khách muôn phương tìm về Cửa Lò một cách thuận tiện. Với mục tiêu đa dạng sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu của du khách, chính quyền thị xã Cửa Lò đã liên kết các tour tuyến du lịch, tìm hiểu và khám phá các danh thắng, các di tích lịch sử văn hóa tâm linh của xứ Nghệ. Cầu vượt và tuyến quốc lộ 46 đưa vào sử dụng sau khi hoàn thành đã rút ngắn khoảng cách từ Cửa Lò về Nam Đàn thăm quê bác. Từ đây, bạn có thể qua Nghi Xuân thăm khu tưởng niệm Đại Thi Hào Nguyễn Du, vào Quảng Bình viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, Đảo Yến, trở về Vinh thăm đền thờ Quang Trung trên núi Dũng Quyết, thắp hương tưởng nhớ vua Mai, thăm nhà và khu lưu niệm Phan Bội Châu, thăm khu di tích lịch sử quốc gia Truồng Bồn. Ngược lên miền Tây Nghệ An, đi qua huyện Diễn Châu, du khách ghé thăm đền Cuông, nơi thờ An Dương Vương trên núi Mộ Dạ. Đến Tương Dương, bạn sẽ thăm rừng nguyên sinh Pù Mát. Chuyến thuyền chở du khách lướt trên lòng hồ thủy điện Bản Vẽ sẽ cho bạn một ấn tượng nhớ mãi nơi này. Năm nào, lễ hội khai mạc mùa du lịch biển cũng được tổ chức trọng thể chào đón du khách. Trong lung linh đêm hội, người dân phố biển và du khách cùng lắng nghe tiếng gọi của biển, thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với ý nghĩa tôn vinh các giá trị truyền thống, giới thiệu tiềm năng du lịch của mảnh đất con người nơi đây. Đêm hội kết thúc bằng màn pháo hoa, nhưng cả chủ và khách đều muốn thức cùng phố biển. Trong định hướng phát triển du lịch để tiến tới công nghiệp du lịch, Cửa Lò đang tiếp tục đầu tư vào nhiều dự án lớn. Dự án Sông Ngư Sơn đã và đang xây dựng quần thể du lịch sinh thái, khu vui chơi giải trí Lan Châu – Sông Ngư. Phía bắc đảo Lan Châu cũng sẽ được xây dựng cùng với khu nghỉ dưỡng resort phía nam thuộc phường Nghi Hải và khu nghỉ dưỡng cao cấp phía đông đường Bình Minh do tập đoàn Vingroup đầu tư cũng đang hứa hẹn sẽ mở ra cho Cửa Lò một diện mạo mới đầy hấp dẫn. Một mùa hè nữa lại về, phố biển Cửa Lò đã sẵn sàng với những điều kiện tốt nhất để đón chào du khách gần xa.